Xin chào, hôm nay Tiun muốn giới thiệu đến các bạn một loại thuốc nhỏ mắt chuyên trị viêm giác mạc cho rái cá, đó là Ofrovit. Nguyên nhân rái cá bị bệnh viêm mắt là do người nuôi cho tắm nước dơ ao tù, giống như con rái cá Tino này đây. Tối ngày, nó cứ cắm đậu trong nước dơ, có ngày nằm đơ như cây cơ. Dấu hiệu nhận biết khi rái cá bị viêm giác mạc là mắt sẽ bị mờ đục, có màng che hoặc có hột cườm nằm trong, giữa trong mắt. Hiện tượng mắt rái cá sẽ thường xuyên chảy nước. Nó thường lấy tay dụi vào mắt và hay kêu khóc vì đau ngứa do bị vi trùng ăn mắt tấn công. Nếu không phát hiện chữa trị sớm, rái cá sẽ bị mù lòa, không còn bắt cá được nữa là chết đói. Ví dụ như rái cá nuôi nhốt trong sở thú, người ta thường xả rác, thức ăn xuống nước cho nó ăn hoặc chọc phá nó. Có người còn đổ nước coca nè, nước ngọt xuống làm cho nước nó dơ, nó thúi, nó bệnh, nó chết. Rồi nó tắm rửa, đái ỉa vào trong nước đó luôn. Rồi cả tuần nhân viên mới thay nước một lần. Thế nên nước này rất dơ bẩn, khiến rái cá rất dễ mắc bệnh viêm giác mạc. Nếu ai nuôi rái cá, xin làm ơn cho tắm nước sạch giùm Tiun. Còn nếu lỡ để rái cá bị viêm giác mạc, phải dùng thuốc này thoa lên mắt, trị liền. Vì Tiun chứng kiến cảnh rái cá bị nuôi nhốt, tắm nước dơ đến mù lòa, rồi bệnh tật mà chết, đau lòng lắm các bạn ơi. Có một số trại nuôi rái cá trái phép, họ cũng hỏi Tiun sao rái cá nuôi nhốt một thời gian là chết. Thì Tiun cũng thật lòng chia sẻ là do bị tắm nước dơ, bị bệnh và ăn uống thiếu chất mà phải ngâm nước nhiều nên cảm phổi mà chết. Cuối cùng xin nhắc lại, rái cá không thể nuôi nhốt được. Nó là thú sống dưới nước chứ không phải là con cá trê mà ăn dơ ở bẩn là vẫn sống khỏe mạnh. Không phải nha các bạn, đừng hiểu lầm như vậy nha.